Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa tàu chở khách và xe đầu kéo chở sắt thép xảy ra tại địa bàn huyện Thường Tín. Theo đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 28 tháng 1, tại đường ngang cảnh báo tự động, có lắp đặt cần chắn tại km 28 800 đường sắt Bắc Nam, đoạn thuộc địa bàn xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội. Xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu khách SE5 với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C05220 kéo theo rơ móc biển số 15R11436 trên xe chở sắt dài. Vụ tai nạn khiến đầu mái của tàu SE5 bị hư hỏng nặng phần phía trước, không thể tiếp tục hoạt động. Đường sắt Bắc Nam bị ách tắc trong hơn 2 giờ. Sau tai nạn, lái xe ô tô đầu kéo rời khỏi hiện trường. Qua dữ liệu camera ghi lại cho thấy, xe đầu kéo khi qua giao cắt đường bộ đường sắt có người gác đã bị kẹt trên đường ray khá lâu do xe quá dài và chở hàng nặng. Sau một lúc xe mới kéo được 2/3 rơ móc thì tàu SE5 lao tới, va vào đuôi xe. Trong clip, nhân viên cảnh giới đường ngang đã không làm tín hiệu cho lái tàu dừng tàu khi xe đầu kéo đang mắc kẹt trên đường ray.